từ những năm 18, 20 tuổi thì ba má đã muốn gả con đi rồi. Nhưng mà con cứng đầu quá, đuổi hoài mà không chịu đi. Ba má có biết tại sao không? Bởi vì nếu xem cuộc đời mỗi người là 60 năm thì con muốn dành một nửa cho ba má. Bởi vì ba má đã rất khó khăn để có thể nuôi con khôn lớn ngày hôm nay, thì không thể nào mà con đi cưới chồng sớm trong khi chưa báo hiếu được gì hết. Con đã bỏ qua rất là nhiều cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp của mình để gần ba má nhiều nhất, nhưng con chưa bao giờ hối hận về điều đó. Có thể con sẽ bắt đầu mọi thứ chạm mong người khác, nhưng con muốn không muốn sau này mình phải hối hận về bất cứ điều gì cả. Nói chung là má cũng tin cậy con, con sẽ có một đời trai, có thở gì là thở cuộc đời. Và con rất là mẹ, cảm ơn con. Thì ở đây cảm ơn mẹ.
mình để có thể khiến cho má tự hào nhiều nhất có thể. Con cảm ơn má nhiều lắm. Hôm nay là một ngày đánh dấu một bước ngoặt lớn. Con sẽ có một quê hương mới, một gia đình mới. Bên chồng con, bố Thắng, mẹ Giang và cả em Linh nữa. Con hứa với bà má, con sẽ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Bà má yên tâm nhé. Tôi bay từ bên Mỹ về 2 ngày 2 đêm, cách ly ở ngoài Hà Nội 7 ngày. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới là về đến đây, về đến Sài Gòn để mà ăn dự đám cưới của bà. Thì chỉ mong là bà và anh Nam sẽ cho anh Nam hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ.